Hello các bạn, hôm nay mình sẽ chơi 8 cái đường hợp nhé. Đầu tiên mình sẽ chơi game này trước này, Subway. Mình sẽ chọn những vật là thật là đẹp đây, con này nhá. Ok, let's go nào. Xem mình nấu cháo. Wow, chúng ta sẽ phải chạy thoát khỏi vùng A này, đang đuổi theo mình á. Còn sẽ cố gắng thật là nhiều vàng luôn nhá. Wow, super rồi kìa. Victor rồi, chúng ta sẽ phải kết hợp bằng phương án Victor. Chúng ta đã hết ván chuyển mất rồi. Qua wow, về chữ Y này. Wow, cái gì đây? Một cái tắt à? Em phải chơi trên điện thoại chạy quen hết đi, còn có ok mình có chữ E nữa là hoàn thành nhiệm vụ nữa. Rồi chữ E kia rồi. Và chúng ta được một số tiền rồi. Đó, một hộp quà. Cái này nó chạy nhanh nữa rồi. Wow, ok, tuyệt vời. Chúng ta được cái hút 500 từ sàn. Oh, rồi mình sẽ chuyển qua game Mittsomat nhé. Mitt à? Tại game này có rất là nhiều lợn. Em có đóng cửa không? Mở cửa sổ cho nó thoáng. Đây đấy, không, để ra mới mở cửa sổ thôi. Nó bí, nó hôi, mùi máy. Đừng làm dũng. Rồi chúng ta vào game được một khẩu súng này với một viên đạn. Rồi xong rồi, đây không có một cái chìa khóa nào hết. Ô, một cái lon nước kìa. Xem về nào. Có một cà lê à? Chả có gì luôn này. Ở đây cũng chả có gì nữa. Sao? Ok, một cái búa này. Tuyệt vời quá nhở. Rồi, giải thích của mình. Mấy cái này cũng chả làm gì đâu. Một chìa khóa. Khóa là mở chỗ này ra các bạn. Rồi điên từng xem có gì trong đây không nào. Rồi, một ẩn của một con búp bê. Chúng ta sẽ phải đi kiếm hai đẩn nữa cơ. Rồi, đẩn thứ hai đây rồi. Còn một mảnh cuối cùng. Ui, chân người kìa. Wow, ghê quá nhở. Xem sang cho đây là, cho đây cũng chả có gì luôn. Đây chả có gì, thôi mình sẽ xuống bên dưới nhá. Ok, một cái kìm này. Wow, trèo lên nóc nhà luôn kìa. Thì ra đây cũng có một kìm luôn kìa. Thế thôi, ông ấy đâu mình sẽ bắn ông ấy nhá. Nhầm đường. Ôi, thế mà bắn xì đường nhờ. Trời ơi. Không để tin vào mắt mình. Mày mà còn có viên đạn dự trữ. Rồi rồi. Đúng rồi. I love you is there. Búa ơi, thôi. Bây giờ mình sẽ chuyển vào game khác nhá. Một tựa game cũng khá là mới. Rồi, đây là những chàng cao bồi đang solo xuống với nhau. Wow. Úi giời ơi, chết hết rồi. Trời, có cả ngựa hí kìa. Có vẻ là không được mật mà mấy nhỉ các bạn ạ. Nào, let's go. So, headshot luôn. Với tội là con này phải có mắt nữa mới đẹp. Ôi sao mà lâu quá nhỉ. Rồi. Rồi phê. Tiếp tục nào, lâu quá. Ê, có thằng như mày à? Rồi, bắn mãi không chết. Chúng ta chuyển vào màn tiếp theo. Đúng bom luôn. Ok. Bắn màu chán nhỉ. Rồi mình sẽ chuyển vào game tiếp theo nhé. Game câu đố đến tối. nhau này, làm chết luôn này. Mọi thứ vẫn như phiên bản cũ, chả gì sẽ đổi mấy đâu. Có cái gì rồi nhỉ? Cái này không cần tới nó nữa. Rồi, ok. Bây giờ mình có cả bom nóng băng luôn. Đâu rồi, ông ấy đầu mất tiêu rồi. Ra xem nào. Mình phá hủy nhóm này. Ở công an. Tới đây nào. Dám đổi mình là cái một tội lỗi rất chi là lớn. Chạy rồi, trong này còn 2 pin này. Ui. Tới đây nào. Đấy, nó đâu ấy nhỉ? Vậy thôi, mình sẽ đi đường móc này. Thế thì bắt nhờ. Cái con chip vàng mình đâu rồi? Đây à? Sợ. Trên đây còn một cái kìm nữa cơ. Đó. Ồ. Mình không thể nào lấy thêm được cái kìm nhỉ? Từ đây nào anh bạn, chúng ta sẽ test thử này. Bây giờ đến lượt ông công an này sẽ bị thử nhá. Nào. Tròn chết đi. Ok, mình sẽ chuyển vào game tiếp theo. Minion. Rồi, chúng ta sẽ đi ăn những trái chuối. Wow. Wow, nhiều chuối quá nhờ. Ui dồi. 17. Ui rồi, máy hút chuối kìa. Thế mà chạy đâu. Ô, đã win rồi à? Wow, nhảy quá rồi. Úp loa, 200 vũ rồi, nhiều thế đấy. Thôi, mình sẽ chuyển vào game tiếp theo này. Subway. 1984 đến giờ thì càng nhỉ. Ô. À, ok. Chúng ta thì mới là quảng cáo xíu. Rồi. Cũng tương tự như một cái game gì mà như kiểu cái sát nhân ấy. Kinh chưa. Rồi, còn đấy là cái lá bùa để đi về. Kinh quá nhở. Theo là gì đây? Ui rồi, cái bố vào đầu luôn kìa. Trời ơi, trời ơi, nhìn thấy gì luôn rồi. Trong ảo có lòi quá nhở. Ui, trời ơi, thủ gớm quá. Hết sức chẳng nghe gì luôn. Ui. Đi đâu? No. Ôi, chả thấy gì luôn nhỉ? Skin. Rồi, ok, mình sẽ chuyển qua cái tiếp theo nhá. Hello Neighbor. Tựa đây cái này vào khá chỉ là lâu. Rồi chúng ta vào game thôi. Ồ, lâu quá chưa? Rồi bỏ qua hết tất cả phần quảng cáo luôn đi. Wow. Trời ơi, thằng cá nhá. Thằng kỳ nhờ. Chúng ta sẽ đột nhập vào nhà ông này nhá. Ui giời, ông ấy là cái rất chi sướng luôn kìa. Chúng ta trong đây lấy 2 chìa khóa đi. Đấy, đành sang đây thôi. Hắn nó vẫn đuổi theo mình à? Bắn luôn tại trận. Không sao, cuối cùng mình cũng lấy được cái chìa khóa. À, cái cà lê nhóm đấy. Đuổi theo mình đi nào. Vào bên đây không? Đi vào nhà luôn đi. Ok. Một màn đuổi ngoạn mục. Mình sẽ chịu vào game cuối cùng nhé. Oh. Ô, mọi người đâu hết rồi? Ô, đâu rồi nhỉ? Rồi, đi vào đây trồng rau tiếp này. Trời bóng. Ồ, đây là cái gì đây nào? Wow, được một bộ quần áo. Wow, đẹp quá nhỉ. Đi vào xem. Đéo này có vẻ khá đẹp ấy nhỉ. Ô, giờ sắm đồ nào. Mười. Ô, còn nào được nhiều vàng ấy nhỉ. Ở đây lần nữa đi. Chứ sao mấy cậu một tay. Ui, mình đống rác kìa. Xem làm sao dọn rác đi nào. Rồi, mình sẽ dừng clip ở đây. Các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký và subscribe để ủng hộ kênh mình nhé. Thank you các bạn.